Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tô đầu một cô gái và cho xem một thành như nào nhé. Tóc mình sẽ tô màu đen. Đó, mình sẽ tô làm màu đen. Và mình sẽ tô làm màu vàng. Thì ta mình sẽ tô màu vàng. Mỗi một sợi tơ màu cam. Thank you.